ba đứa à? Ờ, ba đứa, anh Vinh với người thứ hai, chứ đứa Úc năm nay lớn hơn 15 tuổi, Úc 15. 15 tuổi à? Ừ. Ồ, vậy chưa đi bằng được ha? Chưa, nó khờ muốn chết. Ồ, ở nhà. Ở nhà tiếp giúp vậy đó, coi chứ coi sao vậy. 15 tuổi mà khờ gì? Trời ơi, tiền bạc nó không có biết gì đâu. Nó thấy nó lớn tuổi, lớn con vậy, nó không có biết tiền bạc gì đâu. Sao vậy? Thì thí dụ như tiền nhỏ nhỏ thì nó biết, từ 500-600 triệu nó không có biết. Sao hồi đó giờ con của cô nhỏ có 15 tuổi nó không có đi đâu hết trơn à? Không, Chỉ ở nhà không hả? ở nhà không, nó Có đi học khờ. gì không? Học lớp 6 nghỉ rồi. Họ cũng học mà, cũng biết học, À, biết chữ không? biết Vậy đâu khờ. á. Rồi anh Vinh đi khám sao rồi Vinh? Anh Vinh khám vợ dạ, người ta cho nằm viện rồi, nằm viện luôn rồi, thấy chưa? Chờ. Hơi chào chị Sinh. Chào anh. À, bữa nay thấy mặt hay buồn buồn vậy? Bệnh. Bệnh gì nữa ơi? Bệnh nóng lạnh với hôm qua, với bữa nay với mà nó nóng sốt với nhỏ đạp á. Ồ, nhỏ đạp hả? À? Đạp dạ. đạp mấy bệnh phải không? Dạ. Mà ngày lần nào cũng đạp hết chân vậy? Dạ. Lần nào cũng đạp hết chân vậy? Con sốt á. Tính khám bữa nay 2 giờ mới đi. Ừ. Thôi chờ chờ Vinh nha, làm Vinh Vinh. Đi lò. Ồ, để lò lên hả? Dạ. À. Thì đứa này đạp dữ vậy ta? Ngủ không được rồi đó, đạp đi đạp rồi cũng đau này nè. Hay hay anh Vinh đạp tiếp. Ông ngủ riêng, em ngủ chơi hai mẹ con ở trong buồng á. À, ngủ riêng hả? Dạ. À, coi như nghỉ ngủ chung mấy tháng rồi? Có 2 tuần rồi. 2 tuần à? Dạ. Anh Vinh, à, bữa nay không đi làm hả? À? Dạ không, nay vợ bệnh mới chở đi khám nè. À. 2 giờ mới đi. Dạ, 2 giờ. Khám gì rồi bác sĩ đến sau đây? Chưa đi khám mà chút mới đi. Ồ, à, chút mới đi hả? Dạ. Chuẩn bị đi hả? Dạ. À. Bị sao mà muốn đi dạ. khám anh Vinh? Bệnh thì 2-3 bữa nay bệnh nóng lạnh hoài luôn á. Ờ. Không biết gì, hồi sốt rồi rung con nó đạp hoài. Má đắp mệt rồi. Rồi sao anh không đem khám sớm sớm mà tới giờ này vậy? Kêu đi, hôm qua là không chịu đi, nói không sao nè, mới nấu nước cho. Không? Ồ. Nấu nước gì? Nước cho bả trùm mền vô, gì cho nó xong rồi. Xong. Xong. À, xong bằng thuốc nam ha. Dạ. Dạ. Rồi xong rồi thấy hết không? À, hơi không hết nữa, trời hơi nóng, thấy ngủ hoài, ngồi đi đi. Ngồi đi, bận đi ra ngoài cho nó mát. Rồi hôm qua ngồi nằm một ngày luôn, nó nóng. Nó nóng rồi nó sốt, rồi sốt con, rồi nó đạp. Rồi xong cái này đi bệnh viện đi khám đi anh Vinh, chút nữa mới được. Dạ đi khám. Ừ. 2 giờ mới đi. Đi rồi cho ổng chở đi. Chở bằng gì đi? Xe ôm đi. Dạ. Hay đi xe đạp nữa rồi. Xe đạp. Xe đạp sắp sinh anh Vinh ạ. À. Dạ. Từ từ. Hả? Đạp từ từ. Nó xa không? Bệnh viện chở cái sách mình á. Vậy cũng mấy cây số chứ. Dạ. Qua ngủ một ngày tối luôn rồi nó sốt, kêu con nó lấy nước nóng rồi lau bụng. Nó hạ nóng. Rồi kêu cha kêu lấy nước lại chùi, thấy nóng nóng quá chịu không nổi đắp mền. Vậy nóng sao đắp mền làm gì? Nóng người ta đâu có đắp, cần đắp. Dạ. Cho nên khi lạnh thôi người ta mới đắp chứ. Dạ. Rồi em kêu ổng mà nấu cháo, ăn được một chén cháo rồi ăn được, ăn gán nước vô. Nước vô rồi uống sữa một ly nó cho hơi khỏe khỏe. Thấy nửa đồ tới 12 giờ nó nóng nữa rồi. Anh Vinh bữa giờ bệnh mấy ngày mà chưa có đem đi khám nữa anh Vinh? Bữa nay nó 3 bữa rồi. Trời ơi, 3 bữa rồi. Thứ nhất là đang dạ. bầu mà bệnh là mình phải đi gấp gấp sớm chứ. 2 giờ kêu vợ đi, vợ không chịu đi á. Vợ không chịu đi hả? 2 giờ à, mới đi. Mới kêu đi dắt sáng thì 10 giờ mấy rồi đâu có còn khám kịp đâu. Dạ, nói có gì vậy bây giờ mình đi khám giờ khám được ra. Chị xin bệnh gì có la gì về anh Vinh không? Thấy mặt ngày nào lại lần này thấy khác hơn mỗi lần đó. Dạ không. Có không? Không. Có anh Vinh. À. Chị nóng bả kêu kêu nhỏ con đó, kêu chùi, nhỏ con không chùi thì em chạy vô.
Chạy vô đi tiếp chùi mình mãi lại. Đi là lao nước nóng ha. Lao cho hạ sốt. Dạ. Cái cách đó mình nóng giấc nào mình lao giấc đó hay như thế nào đi? Thì cũng thì nóng giờ nào mình lên lao giờ nấy à. Rồi có uống thuốc không? Lao gì? Không uống luôn hả? Bác sĩ đâu cho uống thuốc đâu. Sao vậy? Bác sĩ không cho uống, có bầu không cho uống. Khám cho. Ồ, vậy đó hả? Dạ. Là đang bầu vậy đó là dạ. Nguy hiểm cho nên mình phải đi khám liền mới được. Dạ, chừng nào bác sĩ cho thuốc to uống mình mới dám cho uống, tạm đi mua ngoài mình đâu dám cho. Đúng rồi. Ồ, vậy đó hả? Tại vì mang bầu rồi rất là khó luôn á, phải giỡn đâu. Dạ. Ừ. Mà anh thì không có gấp gáp đi khám đi gì hết trơn là không ổn cho bé, biết không? Dạ. Thấy nóng lạnh quá, chịu không nổi rồi, kêu chồng rồi. Hà nước nóng rồi, hơi bớt, hơi quạt gió, quạt hoài, thấy nó nóng nữa. Rồi ăn uống được không, chị Sinh? Dạ. Ăn uống được không? Dạ, ăn uống có một chút à. Rồi ăn ít quá rồi sao mà có sức khỏe cho con cho bé phát triển được? Khi đòi ăn thì ăn, kia ăn trái cây không. Ừ. Rồi sữa có uống sữa không? Sữa gần bữa nay chiều nay hết rồi. À. Dạ. Rồi tiền xanh là con đầy đủ khỏe không? Dạ. À, bữa nay em lại thấy khác hơn mỗi lần chứ. Bữa nay thấy che cái xu rồi đà. Ừ. Che lại cao thấy thì sợ mấy anh thì lại che luôn. Bây giờ mình che vậy là ở luôn rồi đó, phải không? Dạ. Vậy là sinh con ngủ tại đây luôn. Sinh con ơi, chắc cho ổng ngủ trong buồng hai mẹ con ở ngoài. Chị xin ở trong buồng đi cho ông chồng ở ngoài đi, an toàn hơn. Sợ nằm than nằm gì á. Sợ nằm than à, sợ dạ. Nó nóng hen. Dạ. Nó nằm than nằm gì mà không không có nằm than nữa rồi. Không có gì lửa, không có lửa. Bữa nay cũng thấy làm cái chỗ cái kệ mà để bột ngọt này kia ha. Dạ. Vì để chén đó. Vinh làm hết anh Vinh. Dạ. Người này làm gì đó anh Vinh? Làm chỗ đựng bếp lên á. Kê bếp lên. Dạ. Kê lò. Kê lò. Còn để dán nữa không? Dạ. Có mình đóng cái này rồi mình mới đóng tre lên hả? Dạ. Không có dán hả? Mình không có dán để dán trái á. Dạ, cháy rồi. Mình cắt cái miếng tôn nó mình lót nó lại. Đừng cho cháy. Ừ. Nhưng khi bữa anh hành vậy, nhưng khi đi sinh cũng có nữa. Thấy vậy, nhưng khi sinh trước mình không biết trước được. Hên xui. Hên xui nữa. Dạ. Phải không? Dạ. Nhưng khi đau giấc tối hay giấc chiều, giấc trưa hay giấc sáng vậy đó. Ừ. Bởi vì chị sinh cũng sắp sinh này cũng còn lo sợ nữa không? Dạ. Bây giờ chị sinh cũng lớn tuổi nè, sợ không? Thì cũng sợ nữa. Ừ. Dạ. Phải sợ chứ. Hồi đó giờ có nghe ai mà 50 mà sinh dễ không? Có hỏi người ta chưa? Dạ, lúc trước em sinh đứa con rồi. Mà biết rồi mà mấy người lớn nước tuổi kìa. Dạ chưa. Chưa biết ai mà 50 tuổi mà sinh con mà hỏi người ta chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Vậy là chị sinh là lần đầu tiên đi sinh, chắc bác sĩ phải quan tâm nhiều hơn rồi đó. Dạ. Đúng rồi, phải anh Vinh? Dạ. Anh Vinh cũng vậy nè. Lo chăm sóc vợ cho đàng hoàng ha. Yeah. Ừ. Lần đầu tiên được đúng có rồi. Con trong đời rất là vui ha. Sáng giờ có dám ngủ đâu. Sao ngủ vậy? Sợ lạnh nữa, nó nóng nữa. Trời, ngộ vậy. Dạ. Đến... Bây giờ thay vì mình không dám ngủ, bây giờ mình đi khám để coi tình trạng sao. Bây giờ 2 giờ mới đi. Vậy cũng chưa tới giờ ha. Cũng gần tới giờ nè, anh Vinh chuẩn bị đồ đạc gì đấy anh Vinh. 2 giờ. Tính ngồi tắm nước rồi đi. Rồi tắm anh Vinh đi chứ. Rồi, đi vậy đi anh Vinh đây. Tụng chính. Sao? Để anh Vinh hả? Dạ đợi anh Vinh rồi mới chở em đi khám. Đi bằng chiếc gì chị Sinh? Xe đạp nào? Đi xe đạp này nè. Xe đạp đó hả? Dạ. Gắn làm có tiền mua một chiếc xe máy đi dễ. Sau này đi dạ, đâu cũng dễ. Em nói tính mua xe đạp Honda có 3 triệu mấy à. Ừ. Đến rồi hôm sợ tối gì điện rồi sợ xe không chở. Sợ xe không tính chở. Tính mua xe bữa nay rồi đó mà sợ. Có tiền đâu mua? Khoảng 2 triệu mấy 3 triệu đó. Có tiền mua. Mình để xanh trước đi, xanh chừng nào sau này mình tính nữa. Dạ. Sau này nếu mà mình đi xanh gì mình dư tiền thì mình để tiền đó. Dạ. Thì mình mua một chiếc xe để chạy lên chạy xuống đi mất công. Dạ. Đi xe đạp hoài ha. Dạ. Cái xe đạp sợ đó, nó đạp nó dằn bụng. Đúng rồi. Đạp gần sinh đẻ rồi. Mười mấy ngày nữa nhá. Còn 20 ngày nữa.
Đó, đi bằng xe đạp đó gắng siêu âm, gắng khám nè. Rồi coi khám rồi mới về, rồi mới cho người ta cho thuốc uống. Rồi đi xe đạp. Bây giờ đi khám đi. Dạ. Nếu bệnh hoài ăn cơm cũng được, không ngủ cũng được. Ăn được ngủ không được phải không? Dạ, nóng lạnh, nóng lạnh hoài. Đi bằng chiếc đi này xe đạp á. Chiếc xe đạp này lối trên Vinh. Dạ. Lâu rồi. Mấy chục năm rồi, thấy xe này giống như xe đời cũ nè. Có bây cũng 3-4 tháng à. Bây giờ cho cũng 2 tháng mấy 3 tháng rồi. Ông mới cho. Xe đạp đi rồi. Bây giờ thấy đi bộ hoài bảo mới mua. Rồi, lên đi. Dạ. Kẹo hơi bơm quá. Bánh xe hơi mềm rồi đó. Dạ, mới lấy dạ chạy xe bấm đi. Đi bấm bánh xe hả? Dạ. À, có tiền lẻ luôn hả con? Dạ. Con có tiền lẻ luôn hả? Dạ, cho chú xin tới. Đây, đây xin tới. Rồi bye bye nha, đi khám bệnh nha. Dạ. Con sao đấy? Mỗi đòi theo luôn hả? Thôi, con chào cô ha. Dạ. Dạ, cô là mẹ anh Vinh nè. Bữa nay thì con á, đi ghi hình này anh Vinh á, thì dạ, thấy cô nấu ở trước nè, ở sau chắc chặt cổ mới dạ, qua đây đó. Dạ, chặt lắm ha, chú ơi. Dạ. Rồi bữa nay chú kiếm ở nhà luôn ha. Dạ. Bữa nay không đi ruộng hả? Em tính đây mà chưa đi, nó chắc chiều mới đi. Dạ, rồi thấy con vô của mình á, cũng bệnh mấy ngày nay mà không có đi gì hết trơn vậy. Trời ơi, săn sóc ông lão nè, ông bệnh hoài nè, không ai săn sóc nữa. Oh. Rồi nhọn gái, con gái đâu có săn sóc được. Dạ. Giờ ông bệnh hoài luôn á, giờ bữa thứ năm này mời ông lục lại đọc kinh cho ông ba đêm đó. Ồ, kinh độ ha. Dạ. Ồ, ông lão lớn tuổi. 71 tuổi rồi. Ồ, cũng ở chung với mình á hả? Dạ. Hàng chi nhà chật chội mới cho anh Vinh qua làm sao ha. Dạ. Và nấu cơm đâu có được năm sao đâu, nấu trước luôn nè. Trước không nè, đâu có được ở chỗ nào nấu đâu, y chang là nhà trọ gì. Muốn chật hơn nhà trọ nữa. Dạ. Giờ thì ổng ăn không được gì không được hết trơn á. Giờ dạ, sáng đi mua tả cho ổng được 90 ngàn đó, người ta cho ổng mà không dám ăn nữa. Đi mua tả cho ổng lại cho lót cho ổng nè. Dạ. Dạ. Vậy là chị ông ba mình ở đây lâu chưa ở với cô á? Ở đây hơn nửa tháng rồi. Họ mới lại đây à? Dạ. Từ nhà ba của cô mỗi lần ở đâu? Ở Sóc Châu á. Ờ, ở trên kia ở với ai vậy? Ở với nhỏ Út nó không ở không nuôi, nó bị con nó lưu sô bu á, đi lên đi xuống hoài rồi. Ờ. Nó nói thôi chị hai tiếp nuôi đi, em đi làm rồi. Bữa mùng tháng 10 nó đi bẻ cà phê nữa. Dạ. Giờ phải chịu rồi, làm chị hai phải chịu đựng rồi. Dạ. Biết làm sao giờ, đâu có bỏ chăm được đâu. Dạ. Qua đây cũng hơi chật chội, nấu chật ăn chứ, uống thì ở trước không ha. Ở sau thì cho anh Vinh cách nhà nữa hết rồi bây giờ. Hết rồi. Bây giờ sau này mình kiếm hai chỗ nào mà để nấu chứ, chẳng lẽ nấu trước này hoài, nấu trước này lâu chưa? Thì nấu cũng 2 năm mấy vậy đó. Ồ, trước gì cũng hả? Dạ. Tính biết sao, tính anh sao, giờ ra sao cắt cái chòi, tính nấu cơm mà thấy dạ, Vinh nó không có chỗ ở đó. Dạ. Kệ để cho hai vợ chồng nó ra sao ở đi, có mấy chú giúp đỡ vậy cho nó ở làm sao. Dạ. Dạ. Bây giờ tới thứ năm này mời ông lục lại đọc kinh này mà không. Của cô là bây giờ không có biết gì hết luôn hả? Không biết, kêu con kêu bằng vợ không mà đâu có biết gì đâu. Dạ. Rồi uống nước bây giờ cũng đâu có uống gì đâu, ổng giở tay làm gì nè, nói làm gì không. Dạ, hồi lại đây ba của cô có đi được không? Không có được, kè muốn chết luôn. Giờ hả, đi mua tả cho ổng mặc rồi chắc lao cho ổng chứ đâu có giấc lớt mà dở cho ổng nổi đâu. Dạ. Ổng nặng quá trời rồi. Bữa nay mình làm cá chiên hả? Cá chiên cho nhỏ Út ăn. Dạ. Bây giờ ở trong nhà là chỉ còn một đứa con nữa là hết rồi cô ha? Còn đứa Út nữa hết rồi, đứa Út 15 tuổi. Mấy người con nữa? Ba đứa à? Ờ, ba đứa, anh Vinh với người thứ hai với đứa Út năm nay lớn 15 tuổi, Út 15. 15 tuổi à? Ừ. Ờ, vậy chưa đi bằng được ha? Chưa, nó khờ muốn chết. Ờ, ở nhà? Ở nhà tiếp giúp vậy đó, coi chứ coi sao vậy. 15 tuổi mà khờ vậy? Trời ơi, tiền bạc nó không có biết gì đâu. Nó thấy nó lớn tuổi, lớn con vậy, nó không có biết tiền bạc gì đâu. Sao vậy? Thì thí dụ như tiền nhỏ nhỏ thì nó biết từ 500-600 triệu nó không có biết. Sao hồi đó giờ con của cô nhỏ có 15 tuổi nó không có đi đâu hết chưa? Không. Chỉ ở nhà không hả? Ở nhà không, nó khờ. Có đi học gì không? Học lớp 6 nghỉ rồi. Ờ, cũng học mà, cũng biết học, biết chữ không? Biết á.
vậy đấu khở. Nó là không biết tiền. Sao ngộ vậy? Tiền bạc nó không biết. Ở đâu rồi? Cho mình gặp ấy. Đào mất tiêu rồi. 15 tuổi mà học lớp 6 mà không biết tiền. Lạ lạ. Ít thì nó biết rằng lớn quá, số tiền lớn quá nó không biết. Ồ, chắc hồi đó chưa cầm số tiền lớn hay sao nè. Dạ. Thì thí dụ 100-200 vậy đó thì biết, bữa hổm thằng anh nó thằng Vinh đưa 500.000 đi quán mua đồ. Dạ. Cái đi người ta thôi không đủ á. Dạ. Thì cũng đưa cho anh nó đấy. Trời sao mày mua gì dữ vậy, tiền đâu mất trơn ấy. Ai biết đâu, người ta thối nhiều tôi lấy nhiều á. Rồi bắt đầu tôi đem đi trả lại, nó nói trời ơi em thối nó chưa đủ, nó chạy về mất tiêu. Trời ơi. Nó không biết tiền. Không biết tiền ha. Dạ. Mà thấy cũng dễ thương mà, đẹp gái mà. Dạ. Trời ơi, học lớp 6 mà không biết xài tiền luôn. Dạ. Tại đó giờ chắc mấy đứa của con cô chưa cầm tiền số lớn, tiền dạ, lớn. Chưa, nó chưa biết cầm số lớn. Từ 100-200 thì có, lớn dạ, quá nó cũng từng cầm. Dạ. Dạ. Giờ phòng nhà thì cũng hơi chật chội rồi, bây giờ thêm ba mình nữa, mình dạ, phải lập con, mình phải nuôi thôi. Bây dạ, giờ bỏ cho ai phải ăn cô? Dạ, không có bỏ. Tôi hoài, tôi nhắm mắt không được, không kêu hoài vậy. Đòi đái, đòi ỉa, đòi nước uống này kia, ai vô, ghen hoài luôn, tới sáng thì ổng ngủ gì nè. Dạ. Rồi anh Vinh đi khám sao rồi Vinh? Anh Vinh? Khám dạ, người ta cho nằm viện rồi. Nằm viện luôn rồi, thấy chưa? Trời dạ, ơi, rồi người ta nói sao anh Vinh? Tại vợ vô khám rồi, nó người ta vợ nó cho nằm viện rồi, đương thử máu vậy đó. Rồi cũng không có biết bệnh như thế nào hả? Dạ chưa. À, thì mấy vợ kêu vô lại lấy đồ đạc đi vô bệnh viện nè. Là bệnh viện gần đây thôi ha. Dạ. À, bởi vì hôm bữa giờ nói rồi bệnh không chịu đi sớm sớm mà bị tới để tới mấy ngày rồi mới đi trời. Kêu vợ đi tại vợ không chịu đi á. Vậy hả? Dạ. Rồi vậy gấp tôi đem đồ đi đi ha. Dạ. Rồi ở đây đạp xe đạp đi vậy đi tới đó khoảng mấy phút mới tới bệnh viện. Cỡ 10 phút à. 10 phút ha, cũng dạ, gần ha. Dạ. Rồi ok. Rồi vậy tranh thủ đem đồ cho vợ, chăm sóc vợ đi ha. Dạ. Vợ gần sanh rồi mà phải chăm sóc kỹ sức khỏe mới được. Dạ. Ừ. Rồi vậy dạ, đi anh. Đi rồi.